ngọt ngào. À ơi, bên mái tranh đầy yêu thương, chùm chim môi cười, mẹ vui biết mấy con ơi. Cánh tím rau dền, mẹ tôi nuôi lớn khôn con, bé đọt mộng tơi, luộc rau mắm muối dưa cà. Trên đồng đua vui, bên nhánh sông bềm bẹp kêu, ngày thơ ấu đó bây giờ đã xa đời tôi. Sao mẹ không nghe điện thoại của con? Tại sao mẹ không nghe điện thoại của con? Mẹ không biết. Và từng ngày mẹ mong lớn khôn đâu rồi mà sao không nhớ quê hương, buồn rồi buồn làm sao, thèm nghe tiếng khóc ban sơ, mai nó về áo còn sờn dây. Có ai quay về mẹ khâu chiếc áo năm xưa, có ai quay về cho mẹ thấy mặt thằng con. Kia bầu trời xa xăm, nhắn con tôi giùm, về đây bên mái tranh xiêu, một mình mẹ quạnh hiu. Giờ đây mái tóc như mây, cánh cá đầy nỗi lòng nào vơi. Có con chim chiều chiều lặng im không hót trên cây, có biết không? Trong 4 năm đại học, ngày đầu tiên con ra trường đời là ngàn ngày con lênh đênh trên biển. Mẹ ơi, cả ngàn ngày đó không ngày nào là con không nhớ về mẹ cả. Nhiều khi con chỉ muốn chạy về thật nhanh để ôm thật chặt mẹ vào lòng. Nhưng mẹ ơi, vì cuộc sống mưu sinh nên con không thể nào về với mẹ được. Mẹ ơi, mẹ có thấy trên tay con đang cầm cái gì không? Trên tay của con đang cầm một chiếc khăn đó mẹ, một chiếc khăn thật sạch. Con chỉ muốn chạy về thật nhanh để lau đôi bàn chân này của mẹ. Đôi bàn chân này đã vàng dầm đường xa, nuôi nấng con nên người. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm mẹ ơi. Mẹ vui biết mấy con ơi. Mẹ ơi, mẹ cho con mượn đôi bàn tay của mẹ được không? Mẹ tôi nuôi lớn khôn con, bé đọt mộng tơi, luộc rau mắm muối dưa cà. Con muốn mượn cả đôi bàn tay của mẹ kìa. Chiều chiều trên đồng đua vui, bên nhánh sông bìm bìm kêu, ngày đúng rồi đó, đúng rồi, đôi bàn tay này rồi mẹ ơi. Đôi bàn tay này đã tạo tầng nuôi nấng cuộc đời của con. Con thương mẹ nhiều lắm. Và từng ngày mẹ lớn khôn đôi mà sao không nhớ quê. Bà Lai, con bà Lai, con bình tĩnh. Tại sao trước nhà tôi lại có ngôi mộ này? Tại sao ngôi mộ này lại có hình và tên của mẹ tôi? Tại sao? Con bình tĩnh lại nghe dì nói. Tại sao? Con bình tĩnh. Đúng, dì không phải là mẹ ruột của con. Dì và mẹ con là hai chị em sinh đôi. Ngày bé, dì và mẹ con rất nghịch. Một lần vô tình đi chặt mía, dì lỡ làm tay mẹ con bị thương. Bàn tay của mẹ con còn 9 ngón rưỡi, còn của dì là 10 ngón. Lúc đó dì rất là sợ, dì hoảng sợ, dì cứ cắm đầu chạy trốn. Dì chạy thật xa,
chì núp trong một chiếc thuyền, lạ đi lúc nào không hay. Đến khi mở mắt ra thì dì đã thấy mình đang lênh đênh trên biển phiêu dạt nơi xứ lạ quê người. Thời gian sau này dì mới liên lạc được với mẹ con, thì hay mẹ con bị bệnh, dì mới vội vã thu xếp về để chăm sóc cho mẹ con. Trước khi mất, mẹ con có trăn trối nhờ dì chăm sóc và yêu thương con, mang con về bên đó để cho con ăn học thành tài, sau này giúp ích cho quê hương đất nước. Nay cũng vừa tròn 100 ngày mất của mẹ con, con cũng đã trở về rồi. Thì nay con hãy đến đó từ biệt mẹ con lần cuối đi, rồi mau thu xếp theo dì về bên đó. Mẹ con. Đúng rồi, đó chính là mẹ con đó. Con. Mẹ trên vai tôi mang hoa hồng trắng, còn trên tay tôi cầm hoa hồng đỏ. Tôi mong các bạn nào được cài hoa hồng đỏ thì đừng bao giờ để mắt mẹ chảy trên mi. Mẹ yêu ơi, gian khó đã bao lâu, mẹ thương con âm thầm lo lắng cho con đến ngày. Mẹ yêu ơi, may mắn cho con sinh ra và có mẹ. Mẹ yêu ơi, lòng con luôn biết ơn mẹ ơi. Thank you.